cây vẫn tiếp tục vào. Một là chơi, hai là anh em. Nói đến dần gỗ thì không thể thiếu được cái điếu thuốc lào rồi. Này, chờ bọn anh hút mỗi một điếu xong là tôi cũng đi đăng nghiệp tiếp. Rồi. Thực ra là đến cái vườn này mà không có cái điếu là không sang rồi. Nói chung là đi... Hôm nay dần gỗ cũng sắm cho mình một cái mũ vớt nhá. À, một cái bộ con lê... Ok. Công tử Bạc Liêu đấy. Công tử đấy. Hả? Đó, sợi. Em có gì nhỉ? À, chú Dân lên đây lâu chưa? Vừa mới lên được khoảng 1 phút. 1 phút à, thì chưa ngắm được gì đúng không? Chưa. Tranh thủ ngắm đi. Không, ăn điếu thuốc nào đấy. Lại điếu nữa. Một trong những tác phẩm cũng khá là đẹp. Hôm nay thì có những tác phẩm mà anh em của tôi quay rồi, có những tác phẩm chưa, nhưng mà thực ra là không có số điện thoại cũng như là các đây. Người Hải hôm nay là cái chương trình hôm nay là ra mắt nhà vườn nên là chúng tôi cũng cố gắng truyền tải cái hình ảnh cho tôi nhé. Anh em cố gắng theo dõi thì đây là những cái thước phim rất là quý. Thực ra là rất nhiều tác phẩm đẹp. Đây là những tác phẩm xuất sắc và chắc chắn là anh em nào biết rồi thì kim chưa? À, vừa rồi là nghe nói là đang đi trên đường thì nghe thông tin là nhiều tác phẩm đẹp quá thì anh Kim cũng xuống đường và mua vài nhiều thuốc đúng không? Đẹp quá. Đẹp quá đúng không? Đây này, hàng như này với hàng không cưỡng được này. Kia không phải đang ngoài thì mới hiểu biết được những tác phẩm ở mức độ nào. Đây này. Bộ 4 cây này thì chắc chắn là chỉ có những cái kỳ quan trọng như này anh em mới được nhìn thấy thôi. Đây là những tác phẩm quá là quý rồi. Nó chỉ là một so với lan thì đâu đi chưa? 24 giờ. Rồi, hôm nay là tác phẩm mini đúng không? Một cái cốt mini đã thuộc về chủ nhân là ai nhỉ? Chuân. Luôn. Ok. Chúc mừng anh nhá. Vâng. Tác phẩm đầu tiên. Tác phẩm đầu tay. Đẹp xấu không quan trọng, đẹp xấu là do người đúng mua người quyết định hết. Rồi mới lên là bác mua được cây luôn. Rồi ok, cảm ơn anh. Luôn. À. Có nhiều củi không anh? Đếm nhiều không biết có phải chuyển khoản không? Đó. Gia lộc ơi. Ôi giời. Gia lộc. Gia lộc. À, gia lộc, gia lộc. Lộc đỏ, lộc đỏ. Rồi rồi, lộc lá rồi. Chính hôm nay về cứ làm một phát là vào gỡ được cây ngay. Ba càng đấy nhá. Cái tờ tiền này này, đánh đề xong được đi đóng gạch như này. 69. Lại còn đóng gạch trong nghiếc ở đây nữa. Đây, không rõ là các anh giao dịch bao nhiêu tiền nhưng mà này đã giao dịch một tác phẩm rồi. Anh chợ vui. À, khu gian ngoài đây thì anh em hàng chợ cũng đã về rồi. Được lấy tiền. Đây là khu gian ngoài chợ. Nó là cây. Con này nhấc lên nó có chân. Đang chờ giao dịch đây. Là bình tĩnh thôi. Lại cứ nổ liên tục thôi. 37 triệu. Rồi, lại một tác phẩm nữa nhá. Cũng khá là nhanh rồi. Hai tác phẩm mini đã được cô hôm nay giá nào cũng bán thì nhanh lên. Đây anh ơi quay đấy đi em chụp cái ảnh nhá. Đây có bê tác phẩm gì không anh ơi? Ai bê tác phẩm không? Bê tác phẩm gì?
Đó, à, chúc mừng chủ nhân mới. Nam Lê, Nam rồi. Lê. Nam Lê à? Nam Lê, cũng là Nam Lê. Đấy, Nam Lê này, cũng Nam Lê rồi. Ok, nào bắt tay cái nhá anh ơi. Đấy, xin chúc mừng các anh nhá. Các bạn kia là không phải Nam Lê mà là Nam Quân Sai. Rồi, rồi, ok. Cảm ơn các anh nhá. Đấy, lại một tác phẩm nữa được giao dịch. Lập đá cho anh đi cho lo may mắn nhá. Đấy, ok là có lọc rồi. Rất là khí thế. Rồi. Rồi, rồi, ok. Anh em cô chú anh. Hai triệu rưỡi kim ạ. À. Hai triệu rưỡi. Làm video à em? Vâng. Đấy, anh làm, anh lấy hai cái này này. Vâng, hai cái này của anh à? Vâng, vâng. Đấy, thì thực ra là chúng tôi cũng khó mà biết được hết những tác phẩm của ai. Đây là hai tác phẩm mà ơi cứ hỏi là được mà. Thực ra tôi bắt những con này không à, anh đang yếu tiền lắm. Chưa lại anh quá. Vâng vâng, chưa mà. Alo. Lưu lại nó lại rồi. Dạ. Còn ai vậy? Nhà... À rồi. Anh nó còn một cái vỏ trong đấy mà. Ừ. Mình thế là được. Cứ tìm họ tìm như còn một cái vỏ trong đấy mà. Không cần tìm nhiều nhiêu. Thế á? Như mượn đang mượn một vỏ mà. Em thử xem lại cho em. Thôi cứ được mà. Rồi rồi cứ để em lấy cái à? Mấy bình? Rồi đúng rồi em. Ấy thừa vỏ được của anh mà thiếu vỏ thì thôi. Vâng. Anh yêu vỏ. Ok nhá. Anh quay cái gì anh cho người đưa vào. Nóng bà Mộc ấy. Dạ. Bố đâu? Bố đang ngồi trong nhà anh ạ. Đi vòng ngược lên bãi chỗ ngồi đang quay thì có người gọi hàng nên là tạm ngừng một chút nhá. Qua công việc viên á. Thì lúc sau mình bảo các anh ấy tưởng mình đi từ thành phố vào. Mấy đứa ở bên bà thì ai gọi là muốn là đi từ cầu Côn lên thì đấy anh cứ bảo đi nhanh lên tí. Mình lên đấy. Hai triệu rưỡi hả? Chở cho nhà thằng Trung Long bình ga cái. À rồi rồi rồi. Mấy triệu á? Trung ơi, anh đang đi Sầm Sơn rồi, không có nhà. Em gọi chỗ khác cái gái. Gọi nhà thằng em nó đang đi ấm ma. Bao tiền? Hỏi chưa bao giờ. Đây là cành hay cây đây anh ơi? Đấy là cây chứ còn cành này nè. Trồng cũng trọng là cây chứ. Không biết. Đeo kính rồi mà còn hỏi như vậy. Chết. Chủ nhân đâu rồi? Chủ nhân đi vắng rồi. Lại cũng đi vắng rồi. Cũng xin được chuyển sang một video tiếp theo đi. Thì vừa rồi là có hai cuộc giao dịch đây rồi. Cái gì vào đây, cứ đi vào đây, cứ vào đây, cứ người cho đây. Chạy thẳng vào đây em ạ.
dành đâu. Kinh khủng.